Xin chào mọi người, trên màn hình mọi người đang thấy là ba cái đơn hàng và em thấy ba cái đơn hàng này nó sẽ có thể là giúp ích cho mọi người là sửa chữa những cái lặt vặt trong nhà. Thì bây giờ em sẽ cho mọi người xem chi tiết từng cái nha. Đây chính là cái bộ đầu nối chuyển đổi ra ngoài V21 để giúp chúng ta là đi cái ống nước nổi bên ngoài tường và chuyển đổi vào trong cái vòi sen tắm. Nó rất là tiện lợi vì khi chúng ta đi đường ống nổi thì chúng ta sẽ dễ dàng sửa chữa bảo trì sau này. Bên trong nó sẽ như thế này đây, em sẽ tháo ra để mọi người cùng dễ chú ý ha. Nè, cái này là ren 21 nè, cái này là cái ren để vặn vào cái củ sen tắm, cái vòi sen tắm. Thì cái tay em như là cái bức tường ha, mọi người sẽ đặt vào đây. Ở đây nó có ba cái lỗ chúng ta bắn tắc kê định vị vào, nước sẽ cấp vào đây. Bên đây chúng ta lắp một cái nữa, thì cái vòi sen mà tắm nóng lạnh chúng ta sẽ dặn vào đây, đường nước chúng ta đi nổi. Thì khi đó chúng ta là phải chúng ta là dễ dàng bảo trì sửa chữa là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta là không phải là đục phá tường ra rồi ốp lát gạch sơn nước lại rất là bất tiện. Thì đây là cái đầu em thấy khá là hữu ích nè, cho gia đình chúng ta sử dụng ha. Cái link mua hàng em để dưới cái phần mô tả video, mọi người ấn vào đặt hàng shipper giao đến tận nhà thanh toán nha. Tiếp theo chính là cái bộ củ sen tắm nóng lạnh. Thì cái bộ này có giá cả rất là hợp lý, vừa phải với người sử dụng. Em có để cái link mua hàng bên dưới phần mô tả video, mọi người ấn vào đặt hàng shipper giao đến tận nhà. Thì bên trong được bỏ trong một cái túi vải, nhìn rất là chất lượng nha. Chúng ta sẽ lấy ra. Thì thường những cái vòi sen mà tốt á, người ta sẽ bỏ trong cái túi vải này. Ví dụ như hàng của Inax chẳng hạn, hoặc là Villa Sera. Ở đây nè, mọi người thấy ha, nó sẽ có bên nóng bên lạnh nè. Mọi người sẽ gạt về bên đây là lạnh, gạt về bên đây là nóng ha. Còn cái này là chúng ta là kéo lên á, để cho nước nó sẽ đi qua cái vòi sen tắm. Còn chúng ta đè xuống thì nước nó sẽ đi ra cái vòi xả này. Thì ở đây á, nó sẽ có hai cái đầu cấp nước vào. Thì như hồi nãy em nói là mua cái đầu chuyển đổi này lắp nổi á, để chúng ta vặn vào đây nè. Đó, mọi người thấy nó vừa khít rồi. Đó. Tương tự ha, chúng ta cũng vặn vào bên đây. Mọi người thấy là nó vừa khít không? Thì khi đó mọi người sẽ, em đang ví dụ ha, mọi người sẽ coi cái bề mặt này là cái bức tường đi. Mọi người sẽ bắt cái tắc kê vào cho nó cố định như vậy ha. Đó. Đó, thì lúc đó là chúng ta đi cái đường nước nổi ở đây rất là tiện lợi luôn. Rất phù hợp cho chúng ta là sử dụng độ chế lắp đặt tại gia đình ha, mà đỡ phải đục tường, đỡ phải ốp lạch gạch rồi đỡ phải sơn nước, rất là cực nha. Đó, thì cái ưu điểm của nó như vậy. Cái link mua hàng em để dưới cái phần mô tả video ha. Mọi người ấn vào đặt hàng shipper cho đến tận nhà. Cái này là nó bằng gang nè, rất là chắc tay ha, rất là nặng nè. Đó, rất là đẹp luôn. Đi kèm với cái sản phẩm từ shop nè, mọi người sẽ thấy ha, nó sẽ có ron. Nó sẽ có hai cái ron. Đó, hai cái ron và hai cái nút để che này, thì nó sẽ được lắp vào đây nè. Đó, mọi người sẽ đưa vào đây và mọi người sẽ vặn lại như vậy ha, rất là đẹp ha. Còn cái miếng ron này á, để chúng ta là sẽ chêm vào đây nè. Đó, để không có bị nước rỉ ra. Còn hai cái đầu vít dắt này á, thì để là chúng ta là chuyển đổi, đối với mà chúng ta là chừa cái đầu nối âm trong tường thì chúng ta mới sử dụng chuyển đổi như thế này ha. Còn ở đây là lắp nổi thì chúng ta đã có cái đầu chuyển đổi lắp nổi rồi. Tiếp theo là một cái sản phẩm mà nó thường hay được sử dụng nhất trong nhà tắm và hay phải thay thế nhất, đó chính là cái bộ vòi sen tắm, cái tay cầm sen tắm á, thì nó có là tăng áp hai chế độ nha. Thì bây giờ em sẽ khui ra để mọi người cùng xem. Thì cái sản phẩm được gói vào trong cái túi này rất là gọn nha. Chúng ta sẽ đi kèm một cái tay sen tắm nè.
mọi người cùng thấy ha, nó có hai chế độ ha, một chế độ nè, hai chế độ nè, đó, và nó là bằng nhựa nè, rất là cứng cáp nè, đó mọi người cùng xem ha. Rồi nó sẽ đi kèm với một cái dây nhựa để cấp nước nè. Và cái dây nhựa này nó thường xuyên là chúng ta là bị hư chỗ này đúng không? Đó, nhưng mà ở đây là họ lên cái đầu này là đầu bằng kim loại rồi thì nó rất là khó hư nè. Đó. Còn những cái mà chúng ta mua cái đầu này đầu bằng nhựa xài thời gian nó bể hết rồi. Nhà mọi người nào có dùng là mọi người sẽ biết, và cái ron này cũng là ron tốt ha. Nếu mà nó dùng cái ron đen á thì lâu ngày nó bị lão hóa, nó bị xì nước. Ron này là ron tốt nè. Đi kèm với này là tắc kê nè, và cái đầu để chúng ta là gài nè. Đó, rất là đẹp ha. Thì những cái này em có để cái link mua hàng dưới phần mô tả video. Và lưu ý nha, những cái sản phẩm này em đều lựa cái sản phẩm nào vừa rẻ và vừa chất lượng thì em mới lựa, mới mua và giới thiệu lên đây để mọi người cùng tham khảo. Nếu mọi người có nhu cầu thì ấn vào đặt hàng, shipper vô đến tận nhà cho mình. Rồi, trên đây chính là tổng quan một cái bộ sản phẩm ha. Nó gồm một cái củ sen nóng lạnh nè, một cái đầu chuyển đổi để chúng ta là lắp đặt đường ống nước đi nổi bên ngoài, một cái vòi sen hai chế độ, và cái link mua hàng em để dưới cái phần mô tả video, mọi người ấn vào đặt hàng, shipper giao đến tận nhà. Và nếu video này nó hữu ích đến quý khán giả đó thì mời quý khán giả hãy cho kênh em một lượt đăng ký nha, ủng hộ em. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại với những video chia sẻ lần sau. Xin chào.